phải sinh con gái. Em này, bố mẹ ở quê vừa gọi điện bảo vợ chồng mình tuần này về chơi. Lại về quê à? Dịp nghỉ lễ vừa rồi chúng mình cũng về rồi mà. Thì cũng 2 tháng rồi còn gì. Bố mẹ già rồi, thì thoảng về chơi với bố mẹ cho vui. Em chả thấy vui gì cả. Trời nóng thì chả có điều hòa. Xong rồi cái nhà vệ sinh thì sập sệ đến là chán. Ở đó có một ngày mà em cảm giác như một tuần ấy, anh biết không? Thôi em chịu khó một chút. Em biết là bố mẹ ở quê cũng không có điều kiện mà. Từ lúc anh đi làm đến giờ cũng chưa giúp được gì cho bố mẹ cả. Đợt này về, anh tính đưa bố mẹ ít tiền sửa sang lại căn bếp cũ với lại cái nhà vệ sinh. Tiền á? Anh định cho bố mẹ bao nhiêu? Anh tính đưa bố mẹ 10 triệu. 10 triệu? Sao nhiều thế? Cũng chỉ sửa có cái bếp với nhà vệ sinh mà ở quê công xá lại rẻ. Em tính 3 triệu là được rồi. Bố mẹ có tiền thì bố mẹ sửa sang. Mình chỉ hỗ trợ phần nào thôi chứ. Ừ thì biết thế. Nhưng mà 3 triệu thì... Em nghĩ với bố mẹ thì 3 triệu là lớn lắm rồi. Chúng mình có ở đấy đâu mà sửa sang nhiều. Hơn nữa, chúng mình còn bao nhiêu dự định. Sắp tới còn dự định có con. Còn nhiều khoản phải chi tốn kém lắm anh à. Chúng mình phải tiết kiệm chứ. Ừ, thôi đành vậy. Mà em chỉ về trong ngày thôi đấy. Không ở lại qua đêm đâu. Hỏng hết cả váy rồi. Các con về rồi đấy à? Con chào bố. Mẹ đâu rồi bố? Mẹ con ở trong nhà đó. Chắc các con mệt rồi, mau vào nhà đi. Vâng. Anh nhớ là 3 triệu thôi đó. Em thật là... Con ăn đi, ăn nhiều vào. Dạ, con xin. Nhất em đấy nhé. Con xin phép bố mẹ chúng con đi à? Các con đi sớm thế, không ở lại chơi thêm hôm nữa rồi đi con. Dạ thôi ạ, tối nay con còn có chút việc không ở lại được ạ. Có chục trứng gà nhà mới đẻ nè con. Con cầm đi mà tẩm bổ. Dạ thôi, mẹ để ở nhà ăn đi. Ở thành phố thiếu gì hả mẹ? Thành phố không thiếu, nhưng không đảm bảo bằng nhà mình được. Con cứ mang đi. Vâng, con xin ạ. Chà, đúng là về nhà mình có khác, thoải mái thật. Mẹ ơi, tối nay con sang mẹ ăn cơm nhé. Con thèm cơm mẹ nấu quá đi. Ừ, hai vợ chồng sang đây. Mẹ nấu cơm cho mà ăn. Hoan hô mẹ, mẹ là tuyệt nhất. Sao lúc nãy em bảo với bố tối nay có việc phải đi gấp mà? Muốn về sớm thì em phải nói thế chứ. Anh này, mai là sinh nhật mẹ em. Chúng mình đi mua quà sinh nhật cho mẹ em, rồi qua mẹ ăn cơm luôn, anh nhé. Em lại lười nấu cơm chứ gì. Vào kia xem đi anh. Em ơi, cho chị xem chiếc dây chuyền kia. Chiếc dây chuyền này cửa hàng em chỉ có duy nhất một chiếc thôi đấy chị ạ. Anh thấy nó thế nào? Ừ, cũng đẹp đấy. Dây chuyền này bao nhiêu hả em? Dạ, giá của nó là 400 đô. Không có chiếc nào giống thế này nữa đâu ạ. 400 đô la á? Đúng là tiền nào của nấy. Đẹp thật. Em sẽ mua làm quà sinh nhật cho mẹ. Chị lấy cái này, em gói lại cho chị đẹp đẹp, để chị đi tặng nhé. Mẹ, biết bố mẹ vất vả mà chúng con chẳng giúp được gì. Chúng con chỉ có chút ít biếu bố mẹ. Bố mẹ thêm thắt vào, sửa sang cái nhà cái cửa. Thôi các con cứ giữ lấy, vợ chồng trẻ mới cưới. Các con còn nhiều việc phải chi. Bố mẹ ở đây bao nhiêu năm rồi, vẫn sống tốt con à. Anh, em có tin vui cho anh nè. Anh sắp được làm bố. Làm bố ư? Em nói thật không? Chà, tuyệt thật. Nếu con chúng ta là con trai, em sẽ đặt tên là Bảo. Còn con gái, em sẽ đặt tên là Nhi. Anh thấy sao hả? Anh thích con chúng ta là con trai hay con gái? À, câu này thì không cần phải hỏi. Chắc chắn là anh thích con trai rồi. Anh chẳng bảo thích có con để đi đá bóng cùng bố còn gì. Không, giờ anh lại thích có con gái. Thế hả? Sao tự nhiên anh lại thay đổi thế? Cha mẹ sinh anh ra, vất vả nuôi anh khôn lớn, cho anh học hành, lên đại học rồi kết hôn. Đã tốn không biết bao nhiêu tiền của, mồ hôi và cả nước mắt. Thế nhưng, anh chưa có một chút quà mọn nào cho cha mẹ.
có chút tiền biếu cha mẹ sửa sang lại nhà cửa cho đỡ dột nát. Anh cũng phải so đo suy tính. Anh cũng không thể làm cho vợ anh coi bố mẹ chồng như bố mẹ đẻ. Nếu có một đứa con trai giống như anh, vậy thì có ích gì chứ? Chi bằng sinh một đứa con gái. Con gái sẽ như em, luôn nghĩ cho ba mẹ mình, sẵn sàng bỏ ra mười mấy triệu để mua cho mẹ một món quà sinh nhật. Anh... Mẹ, đây là món quà nhỏ chúng con tặng mẹ. Chúc mẹ sinh nhật vui vẻ và luôn mạnh khỏe. Ôi, cái ví xinh quá. Cái này mẹ đi chợ hợp lắm. Cảm ơn các con. Là một cái ví ư? Thế còn sợi dây chuyền? Thành à, mẹ đây. Mẹ gọi để báo với các con. Mẹ đã nhận được 10 triệu sáng nay cái Vân nó gửi về rồi. Sao cơ? Vân gửi cho mẹ 10 triệu à? Ừ, sáng nó gọi mẹ. Nói là các con gửi về cho bố mẹ sửa công trình phụ. Mẹ cũng ngại lắm. Nhưng nó cứ khăng khăng gửi, nên mẹ đành nhận. Con bé tốt tính, biết loa toan như thế, hiếm gặp lắm đấy con. Con nhớ phải tốt với vợ, đừng làm gì khiến vợ buồn lòng nghe con. Mẹ ơi, con biết rồi. Thôi, mẹ nghỉ sớm đi ạ. À. Ừ, vậy nha con. Cảm ơn em. Lái buôn trả giá. Cảm ơn ông, lần sau lại ghé mua gỗ nhé. Nếu gỗ tốt thì tôi sẽ mua dài dài. Ông cứ khéo lo, tất nhiên là gỗ tốt rồi, cứ yên tâm về mà dùng. 1, 2, 3, bán một xe gỗ mà lãi những 200 đồng, mình sắp giàu to rồi. Công nhận, chưa thấy ai thông minh như mình, sao có thể nghĩ ra cách làm ăn hay thế chứ. Thằng Dậu, thằng Dậu đâu? Dạ, ông cho gọi con ạ. Chuẩn bị đồ đạc và xe ngựa. Chiều nay tao với mày vào rừng lấy gỗ nhé. Sắp hết rồi. Sao ạ? Chiều nay lại đi nữa ạ? Ông vừa mới đi được 3 ngày thôi mà. Việc của mày à? Không chăm chỉ đi lấy hàng thì bán kiểu gì? Nhưng con thấy gỗ đó đâu có tốt mà ông cứ lấy suốt vậy. Mà phải đi xa tít vào sâu trong rừng nữa. Thiếu gì mối tốt hơn hả ông? Ui da, đồ ngu. Tao phải mất bao công sức mới tìm ra chỗ này đấy. Rẻ hơn so với chỗ khác mấy lần. Có thế bán lại mới lãi chứ. Thì gỗ xấu nó lại chẳng rẻ. Nói thật với ông, gỗ đấy chỉ dùng làm củi đun, bén lửa thì nhanh phải biết. Chứ bán cho người ta dựng cột xây nhà, vài ngày mối mọt, sập nhà, phải tội lắm ông ạ. Hừ, mày không phải lo cho thiên hạ. Nhưng... làm thế khác nào lừa người ta. Mà gỗ xấu bán với giá cao ngất ngưỡng, thật đức lắm ông ơi. Mày không nói thì ai biết đấy là đâu. Mà tao cần mày dạy à? Nhưng... thôi biến đi. Việc của mày là đi theo tao, không phải nói nhiều. Buồn ngủ quá, ông chủ này đúng là quá đáng. Nửa đêm rồi còn bắt mình đi sắc thuốc, bao giờ mới được đi ngủ đây? Phải ra ngoài rửa mặt cho tỉnh táo mới được. Cháy, cháy nhà, cháy nhà, bà con ơi! Cháy, cháy ở đâu? Mau, mau dập lửa không cháy hết nhà tao bây giờ. Loại gỗ này kém lắm, không chắc, chỉ được cái bén lửa. Con đã nhắc ông rồi mà ông không nghe, bây giờ thì cháy hết rồi. Trời ơi là trời, gỗ ơi, mày hại tao rồi. Chuyến đi từ thiện.
tình hình có gì mới không em? Bọn đàn em nó ngoi lên nhanh thật đấy chị ạ. À, em nghĩ cũng đến lúc chúng ta cần đánh bóng lại tên tuổi của mình rồi. Nguyên nhân có lẽ là lâu rồi chúng ta chưa có hoạt động nào để công chúng chú ý. Em nói cũng đúng, thử bài hướng cho chị xem giờ nên làm thế nào. Nhân tiện bà con ở miền trong đang bị lũ lụt, em nghĩ đây là cơ hội tốt để mình thể hiện. Em sẽ thu xếp với bên báo chí đưa tin. Lại làm từ thiện hả? Nhưng mà thôi cũng được, em giúp chị chuẩn bị mọi thứ đi, chị bận lắm. À, vâng chị cứ để em ạ. Đến hôm đó chỉ cần chị xuất hiện nói vài câu mang tính chất tình cảm, để phóng viên quay là được rồi. Cái đó thì chị biết rồi. Hai chị em lại chuẩn bị làm từ thiện đây à? Nên làm thế con à. Mình vừa là giúp đỡ họ, lại vừa khẳng định được tên tuổi nữa. Mẹ pha cho mỗi đứa cốc nước cam đây, uống đi rồi hãy đi nghe. Vâng mẹ ạ. Hai chị em con sẽ tiến hành sớm cho kịp thời. Có cần mẹ giúp quyên góp đồ cho không? Không cần đâu mẹ ạ, con tự lo được mà. Đây là toàn bộ số quần áo, đồ dùng chúng ta mua lại giá rẻ từ rất nhiều nguồn. Chị chỉ cần thể hiện tốt một chút nữa là chiến dịch hoàn hảo luôn. Chị có cần kiểm tra lại không ạ? Chị biết rồi, lại còn phải dạy. Trứng khôn hơn vịt hả? Kiểm tra cái gì nữa? Họ đang đói khổ chết cả ra. Có mà cho họ chả mừng khi bắt được vàng ấy chứ cần gì chọn lựa. Giờ cho gì mà họ chẳng lấy. Thì em cứ nhắc vậy, có thừa đâu mà. Ôi trời, xe hàng đi rồi hả? Mẹ đang định nhắc con kiểm tra xem quà tặng ra sao. Biết ở trong đó có gì xuống, còn nói với người ta chứ. Trợ lý nói với con rồi mẹ à. Có quần áo, giày dép và 2 thùng đồ ăn mẹ à. Mẹ cứ yên tâm, chúng ta đi thôi mẹ. Bình tĩnh chị ơi. Em nghĩ chị nên thay bộ đồ khác đi. Sao? Bộ này cũng không hở hang lắm mà. Nhưng mặc quần áo đi chị. Chị mặc váy lại đi giày cao thế này xuống vùng lũ không hợp. Được rồi. Dạ thưa bà con, thiên tai đã đem đến cho bà con nhiều mất mát. Cháu không biết phải nói gì để chia sẻ trước sự mất mát quá lớn này. Vậy nên cháu đã tự tay mình chuẩn bị những món quà cứu trợ cho bà con, bày tỏ chút tấm lòng. Xin bà con đón nhận ạ. Tất cả những thùng hàng này đều là những vật dụng cần thiết. Chính cháu đã chọn lựa để dành tặng đến mọi người. Các cô bác cứ tự nhiên đến lấy ạ. 2 thùng to nhất là 2 thùng đồ ăn tạm thời cứu đói trong những ngày nước chưa rút ạ. Cô ấy chu đáo quá, vừa đẹp người lại vừa có tấm lòng thơm thảo. Thưa chị bận rộn như vậy nhưng vẫn dành thời gian tự tay chuẩn bị những món quà cứu trợ cho bà con vùng lũ. Cảm xúc của chị khi làm những việc đó như thế nào ạ? Được tự tay đi thu gom và lựa chọn những món quà nhỏ dành đến cho bà con, tôi thấy mình thật hạnh phúc khi được làm những công việc có ý nghĩa như vậy. Tôi mong rằng những điều nhỏ bé mà tôi đang làm sẽ phần nào làm ấm lòng bà con trong nỗi mất mát đau thương này. Cái gì thế này? Ôi chao, thiêu hết cả rồi. Chẳng biết đồ ăn để từ lúc nào đây. Toàn là những thứ đồ không dùng được. Cháu ơi, bà con chúng tôi rất cảm ơn cháu, nhưng đồ ăn thì đã thiêu hỏng hết cả rồi. Đồ dùng cũng toàn là quần áo hở hang sành điệu. Ở đây chúng tôi nghèo lắm, có mặc và dùng những thứ đó bao giờ. Vậy nên tâm lòng của cô thì chúng tôi xin nhận. Còn những thứ đồ này, mong cô mang về giúp cho. Cơm thiêu thì bỏ thôi bác. Còn những quần áo này toàn là quần áo hàng hiệu đắt tiền, rõ đẹp mà các bác còn chê. Chúng tôi biết đây là những thứ đồ đắt tiền, nhưng nó không có phù hợp. Bà con chúng tôi đi cày, đi cuốc suốt ngày. Có ai mặc váy và đi giày cao gót đâu cô. Đây chính là những thứ đồ mà cô đã tự tay chuẩn bị sao ạ? Bánh thiêu hỏng và cả giày cao gót, váy áo 2 dây. Thôi đừng có quay nữa. Toàn những tin gì thế này? Em đến đây ngay đi, mọi việc rối tung lên rồi. Mà em còn làm gì thế hả? Tại sao giao cho em mỗi cái việc chuẩn bị đồ để tặng bà con mà em làm cũng không đến nơi đến chốn?
thì chị thấy em đi cùng chị suốt ngày. Chị bận em cũng bận, nên em phải thuê người đi mua. Bánh thì chắc mình đóng hộp sớm quá nên mới... Em thôi đi. Giờ báo chí rùm beng lên thế này, trang nào cũng thấy mặt, thấy có chết không cơ chứ. Nào là ca sĩ tặng cơm thiêu cho vùng lũ, cứu trợ hay khoe của, thật không thể chịu đựng nổi. Phải có cách xử lý chuyện này đi chứ. Nếu cứ tình trạng này thì xác định là sự nghiệp vùi xuống đáy đại dương. Phải có ai đó chịu trách nhiệm cho việc này. Tất cả là lỗi của em. Chị hãy cứ để em nói chuyện với báo giới, quy hết trách nhiệm về cho em. Em chỉ là quản lý thôi, có tai tiếng một chút cũng không sao hết. Đến lúc này rồi, chắc chị đành phải để em chịu thiệt thòi để giúp chị thôi. Em đã vì chị rất nhiều, chị sẽ không bao giờ quên sự hy sinh của em. Dạ, miễn sao danh tiếng của chị không bị ảnh hưởng là em vui rồi. Không được, con không được phép làm như thế. Con phải tự mình đối mặt và chịu trách nhiệm với việc này. Nhưng mà con... Con cứ đi làm việc của mình nhé. Bác muốn nói chuyện riêng với chị Sam một lát. Vâng ạ. Con à, đây là việc ngoài ý muốn, nhưng mẹ thấy đây chính là lỗi của con và con cần đối mặt. Con đã không chú tâm đến quà tặng cho bà con. Người ta nói cách cho hơn của em cho. Con đem cho, nhưng con không hề để tâm đến việc mình đang tặng cái gì. Con phó mặc cho người khác. Nhưng mẹ ơi, báo giới người ta đang viết tanh bành về con rồi. Con biết phải làm sao đây. Con à, một lời xin lỗi chân thành sẽ khiến mọi người ghi nhận tấm lòng của con. Con phải luôn nhớ rằng giá trị của quà tặng nằm ở tấm lòng. Giả sử giờ con đang đói mà người ta tặng cho con chiếc bánh hỏng thì con sẽ nghĩ ra sao? Mẹ ơi, con biết con sai rồi. Ngay ngày mai con sẽ mở họp báo và xin lỗi mọi người mẹ ạ. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.